Thưa quý vị, mặc dù đã là những ngày cận Tết Nguyên đán, thế nhưng tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố, không khí làm việc vẫn rất nghiêm túc, trách nhiệm, đảm bảo giải quyết kịp thời các hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức công dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại bộ phận một cửa trung tâm hành chính quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trong những ngày cận Tết này vẫn tăng. Người dân đến thực hiện các giao dịch hành chính đều tuân thủ 5K. Mặc dù đã cận Tết, nhưng tinh thần thái độ làm việc của các cán bộ công chức tại đây vẫn rất nghiêm túc, trách nhiệm với phương châm không để hồ sơ tồn đọng, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Nói chung là hôm nay là những ngày cận Tết rồi, nhưng mà tôi thấy tôi đến tại quận Thanh Khê làm những cái công việc mà chuyển nhượng đất, giấy tờ thủ tục, nhưng tôi thấy cán bộ công nhân viên ở đây làm rất tốt và làm rất đúng thủ tục. Nói chung là cũng vừa lòng của nhân dân. Hôm nay tôi đến đây để mà làm thủ tục nhận tiền hưởng chế độ một lần của chồng tôi đã mất. Tôi thấy cán bộ nhân viên ở đây phục vụ rất là tốt, rất là hài lòng người dân. Dịp Tết năm nay công chức viên chức được nghỉ 9 ngày. Do đó việc đảm bảo đúng tiến độ công việc, nhất là đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho công dân trước Tết, được các địa phương quán triệt nghiêm. Trước đó, ngày 12 tháng 1 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành chỉ thị số 01 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, phường xã và các cơ quan đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả công việc, tình huống phát sinh, cố gắng xử lý dứt điểm đơn thư khiếu kiện của các tổ chức công dân, không để tồn đọng trước Tết đối với các trường hợp có thể giải quyết dứt điểm.